Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm chìm nước thải thân inox, công suất là 1,5 kW, 2 HP 2 ngựa. Có mã sản phẩm là WQ15 gạch ngang 10 gạch ngang 1.5. Lưu lượng ở chiều cao 13m, bơm được 6 khối. Ở những chiều cao thấp hơn như là 6m, bơm được 20 khối. Cột áp cao nhất là 14,3m, lưu lượng bơm được nhiều nhất là 33,6 khối. Tốc độ của máy bơm vào khoảng 2900 vòng trên phút. Vì là bơm chìm nên có hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi là IP68, có thể thả xuống nước. Dòng điện ampere định mức là 3 ampere, sử dụng điện áp 3 pha 380V. Đầu bơm và buồng bơm được làm bằng gang, thân làm bằng inox. Ở đây là phần ống xả. Có đường kính trong là 27mm, đường kính ngoài là 34mm. Ngoài ra ta có thêm phụ kiện đi kèm, thêm một ống có thể thay đổi kích thước. Này có đường kính trong là 39mm, đường kính ngoài là 49mm. Đây là dây nguồn. Chúng ta đấu điện 3 pha 380V vào 3 sợi dây này để vận hành. Sau đây sẽ là phần hút. Đây là phần hút. Có đường kính cỡ hút là 32mm. Chân đế có thể tháo rời. Tổng chiều cao khoảng là 480mm. Sau đây là hình ảnh kho xưởng.